Thì cái chủ đề bình sách của hôm nay chúng ta sẽ bình sách về sách tâm học, trụ cột tâm học. Là những thứ mà nó sẽ xoay quanh bốn cái vấn đề chính là tâm lý học, phân tâm học, duy thức học và siêu lý học. Nhưng mà thông qua cái sự đăng ký của quý vị thì tôi thấy là dường như là sách phân tâm là chính à. Thì ai cũng xoáy sâu vào sách phân tâm hết à. Hy vọng là hôm nay sẽ có nhiều điều thú vị về phân tâm học được lột tả thông qua cái sự bình luận của nhiều quý vị. Tôi nhớ là có ba quý vị đăng ký phân tâm rồi nghe. Nhờ như có một quý vị rút rồi, bệnh không khỏe rút rồi, mùa tiên chu rút rồi, chắc còn hai quý vị phân tâm. Chứ hôm hồi chúng ta được gặp ba nhà phân tâm rồi. Nay thiên hạ đắm đuối hết hay gì ha? Nay ít ít hơn tuần rồi quá nè. Tuần sau ấy là chúng ta sẽ tới cái chủ đề của tâm linh học, mà cái đó nó còn khó giữ nữa. Thành ra là qua tới tuần sau không biết làm sao đây. Không biết quý vị có mang đến không? Sao sao nghe. Thầy xem mình nó có cái bài chúc đi một bài tarot cho chia sẻ. Thầy học cái anh nghiên cứu về thần học đó kia siêu hình học tuần tuần sau vô sẽ bị điên á. Tuần sau về tâm linh nhiều nhiều cái vấn đề lắm á, ra Phật học nè, siêu hình học nè, thần học nè, người cái gì đó thần số học gì đó đó đó, nó cũng về tâm linh học đấy, đoán mộng giải mơ gì đó các kiểu gì đó. Thôi hôm nay chắc là mình bắt đầu ha, mình bắt đầu với cái phần chia sẻ nhẹ nhẹ của Quỳnh đi. Quỳnh có đăng ký nè, Quỳnh chia sẻ về vấn đề gì nè. Alo, mình có mở micro được không? Hình như con có đăng ký đúng không? Định hình. Ok. Nãy giờ vô rồi mà chưa định hình được ha. Cái xem còn quý vị đăng ký nữa. À có Minh Anh nói về cái tâm lý học đám đông á, có Lê Bôn. Bon. Alo Minh Anh có vô chưa? À cũng có Minh Anh đây nè. Anh chia sẻ luôn. Ok, chia sẻ luôn ha. Chào bạn chứ luôn Cũng định hình ha, cần định cảm hình ha. thấy cảm thấy hơi sợ sợ Trời ơi. Muốn xỉu không? Hơi sợ sợ. Ai cũng sợ hết trơn kìa. À, đứa nào quất một cái đầu tiên coi, mở màn ơi. Mày mở mạng hết cho kêu một tí à. Ok. Ai cũng chờ đợi hết rồi bộ ơi, cho nên bộ làm đi bộ ơi. Mình thấy mình chốt lại mà không được thì thôi mình bật trước vậy. Thì nói chung là bữa nay cái quyển sách bò chia sẻ định chia sẻ với mọi người nó cũng khá là đơn giản thôi, nó là cái quyển How Technology Works. Thì là cái bộ sách này nó có một bộ là mấy cái sách này thì nó khá là dễ đọc, mọi người nó thuộc cái dạng là sẽ tổng hợp hết tất cả các gọi là tổng hợp hết tất cả các lý thuyết của các cái tâm lý học
của các trường phái tâm lý học để cho mọi người có thể đọc, có thể nắm bắt được. Thì ở đây có, tại vì không có đem về bị dính ở Sài Gòn rồi nên là nó chụp được một cái tấm hình như vậy. Cái gì đó là mọi người coi đó là một sinh động, thì các bạn thứ hai mà muốn đem lên để mà bạn á, tức là con sẽ không có giọng phân tâm hay là những cái phản ứng tâm lý bình thường thôi, nhưng mà các con bạn ở đây là con bạn về các cái loại hóc môn, tức là khi con đọc con nhớ đọc trong đó thì nó có một cái chương. Cái tên chương là cái gì không quên rồi, thật sự là không biết nhớ, tại vì nó cái cuốn nó rất là dài, nó rất là nhiều thứ trong đó. Thì ở trong đó nó có đề cập đến vấn đề như là nó nói về tình yêu thì phải. Thì ở đây nó nói về tình yêu, nó sẽ phân tích về một cái khía cạnh là khía cạnh hóa học. Thì là khi mà có những cái tình xúc tác thì nó bắt đầu nó nảy sinh ra các loại hormone. Thì chính các loại hormone này nó sẽ dẫn con người ta nảy sinh tình cảm, nảy sinh cảm xúc và nảy sinh những cái vấn đề tâm lý khác. Thì có bốn cái loại hormone thường thấy, bốn cái loại hormone thường thấy như là dopamine nè, hay là oxytocin, rồi serotonin, rồi endorphin. Tức là đó là bốn cái loại hormone mà mình sẽ thường nghe. Thì khi mà con đọc cái này thì nó có, thì con mới lại liên tưởng đến một cái việc, ủa vậy thì những cái hormone này nếu mà mình kiểm soát nó được thì thật sự là mình có thể là có thể yêu thương một cách gọi là đúng đúng cách không, hay là kiểu như là mình, nếu mà mình có thể kiểm soát được những cái hormone này, kiểm soát được cái cách là nó sản sinh những cái hormone này, thì là mình có thể có hạnh phúc không? Chẳng hạn như là serotonin là cái hormone điều hòa tâm trạng nè, thì con thấy trong đó nó có đưa ra những cái cách để mà mình có thể tổng hợp được serotonin, chẳng hạn như là tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hoặc là nói chung là nó kêu đi tắm nắng đó, nó kêu đi tắm nắng đó, là để là có thể là một trong những cách để mà sản sinh ra serotonin. Thì con mới suy nghĩ là bên trong thì cốt lõi những cái thành phần hóa học đó, nó nếu mà nhìn nhận trên cái khía cạnh tâm lý nè, nhìn nhận trên cái khía cạnh phân tâm, nếu mà nhìn nhận những cái khía cạnh khác, những cái hormone này nó sẽ có đóng cái vai trò gì trong cái quá trình mình đi tìm hiểu về bản thân mình không? Thì đó là cái vấn đề con nghĩ là con muốn đem ra ngày hôm nay để mang tí đầu giờ cho mọi người hứng chấn tí những vấn đề sâu xa hơn. Thì chắc là đó là cái vấn đề mà con đặt ra, thì con muốn quay lại bàn với thầy, thì con nhờ thầy là chắc mình sẽ nhường host lại cho thầy để thầy có thể dẫn dắt ra thêm về những cái này. Tại vì cái quyển nghe nó chủ yếu là nó là tổng hợp cái lý thuyết của mọi người. Thì cái chỗ mà của Bảo nói đấy, trong cái chương trình học về tâm lý học hàn lâm với cái phần tâm lý học thường nghiệm đấy, cũng có bàn về cái chuyện mà tình yêu ấy, tâm lý học tình yêu là một cái sự tranh luận không hồi kết giữa các nhà tâm lý học và sinh lý học. Họ tranh cãi với nhau, một bên nói là tình yêu là phát xuất từ đời sống tinh thần, từ tâm lý, một bên nói là nó từ sinh lý, nó từ hormone, từ hóa chất không à. Hai bên cãi nhau quyết liệt hết, không có bên nào ngã ngũ, ai cũng có lý do để mình thắng cả. Và tìm hiểu về cái đó là một cái vô cùng tuyệt vời, thú vị luôn. Mà tôi nghĩ là cái chỗ của Mỹ Phương này, của Tỷ này sẽ có nhiều điều thú vị đấy, liên quan tới tâm lý học tình yêu đấy. Thì chỗ Phương có chia sẻ gì không? Phương học mình đi vào cuối mình lấy hormone không? Trời, Phương là tìm hiểu về tâm tâm sinh lý học dữ lắm nè. Alo. Nghe. Nói về cái bốn loại hóc môn mà bỏ nhớ là cái đợt mà con hỏi thầy về học master là có mình có bàn đụng vấn đề này đó. Đúng. Là liệu là có thể điều khiển cái lượng hóc môn thôi đặt ra đúng chỗ em mời tỷ. Thì cái cho đến hiện tại nha, chứ cũng không biết là như thế nào, nhưng mà cho đến hiện tại cái nhà nghiên cứu của tâm lý học, nhưng mà các nhà nghiên cứu về tâm lý học, sinh học, tâm sinh học, những nghiên cứu đó thì người ta nghiên cứu gì, những chỉ không chỉ những cái hormone nào đâu mọi người,
rất là nhiều luôn. Đúng. Cái hóc môn mình đọc lên mà. Gì vậy trời, biết sao đọc ra. Hóc môn rất là dài. Cái này là kiểu như là đi đâu sẽ thấy, đi đâu sẽ thấy luôn. Đúng, đúng. Đi đâu cũng sẽ thấy nhưng mà có những cái hóc môn nó rất là sao nó đặc biệt hơn nữa. Ở trong tâm lý thì người ta nghiên cứu nhưng mà người biết là có nhiều hóc môn. Thứ nhất là đầu tiên là có nhiều hóc môn. Sao người ta nghiên cứu được hết tất cả các hóc môn rồi. Ví dụ như cả bốn hóc môn này, tổng hòa cả bốn hóc môn này mới tạo ra được sự hạnh phúc, hay là nồng độ như thế nào, mỗi người ra làm sao. Nếu mà người ta có thể điều khiển được hóc môn thì người ta có thể sản xuất thuốc không? Đó là những vấn đề mà mình đặt ra trong cái buổi mà lần hỏi thăm thăm vấn hỏi thầy thăm vấn thầy để mà học để mà master. Chọn đội mình đi học master. Mà bây giờ cái bạc cô mà con muốn đi học cái thầy mà nghỉ luôn rồi. Lúc đó thầy đã diễn nghĩa là ông ngoại trừ cái việc là hormone thì nó còn cái yếu tố khác ảnh hưởng lên trên tâm lý học. Mà với con mắt một nhà học tâm học sinh học trước mới học tâm lý thì người ta chỉ phúc là người ta chỉ tập trung vào cái vấn đề sinh học thôi, cho nên là người ta không có, người ta thường sẽ bị bỏ nhẹ cái vấn đề tâm lý một bên. Mặc dù nó đã là tâm lý nhưng mà kiểu ý như là một cái tâm lý thôi chứ không phải là học chuyên sâu tâm lý. Đó, cho nên là người ta chỉ quan tâm về vấn đề điều khiển nào kia rồi. Nếu mà chỉ có quan tâm về vấn đề mà điều khiển hormone, điều khiển gen, điều khiển mã thì nếu mà có làm như vậy thì tất cả mọi thứ đều có thể đồng hóa, standardize tất cả mọi người. Vì vi chủng là hết máy móc có thể tạo ra con người luôn rồi. Chứ bao giờ mình mới mang cái dễ đau gì mà cái ngày nào nó phải hạnh phúc thật hơn, thích thật mỉm cười đó mọi người. Đấy, nên nữa là cái nhà khoa học lúc đó là thầy làm về vấn đề là cái đo cái tốc độ neuron đó mọi người, đo tốc độ neuron đó để xem ta là nó hạnh phúc như thế nào. Tâm lý học coi mỗi người là một cái vật thể, cái
thực cái thể riêng biệt. Cái cá thể riêng biệt người ta học là học case study, chứ mình học từng trường hợp một. Cho nên là cái sinh học, cái những cái môn này nó chỉ là hỗ trợ. Người ta cảm thấy là khi bạn hạnh phúc thì những cái học môn nó tiết ra nhiều. Chứ không phải là nó tiết ra nhiều. Tiết ra nhiều cái học môn đó là hạnh phúc. Đúng, chính xác. Nó không có được, nó không có được một quả mà người cứ chia ra một chiều thôi. Nếu mà đứng theo cái nhìn tâm lý thì nó nhìn như vậy. Nhưng mà góc nhìn kia thì nó không một chiều cũng được. Cho nên người ta đang cố gắng làm cái chiều một chiều đó thành thực. Chính xác. Nhưng mà người ta cũng cần biết là cái cái hóc môn oxytocin đó mọi người, là cái hóc môn sinh ra trong quá trình quan hệ tình dục, trong quá trình thương mặn nồng, nó tiết ra trong quá trình hạnh phúc vô cùng hạnh phúc luôn, nhưng nó tiết ra trong quá trình gì đẻ. Của tỷ. Vậy thì mua tỷ có đang hạnh phúc không? Đó, cái chỗ màu nãy tỷ nói rất là hay á, tức là cái mối quan hệ qua lại đó. Bởi vì người ta nghiên cứu, người ta thấy những cái người hạnh phúc thì có cái hormone đó, nhưng mà có cái hormone đó thì hạnh phúc không, người ta chưa chứng minh được và người ta đang đi nghiên cứu. Vậy thì cái vấn đề tâm lý học có thể làm được là làm cho người ta có trạng thái để sinh ra hormone đó đi. Tâm lý làm được chuyện đó. Và nếu như mà mình để ý thì mình sẽ thấy, vậy thì những cái người mà người ta cực kỳ trong trường hợp đặc biệt luôn, người ta có hạnh phúc hay không? Thứ ví dụ như đói chẳng hạn. Khi người ta đói, người ta có hạnh phúc không? Nó đi ngược lại với cái tháp nhu cầu của Maslow đó. Thì như vậy khi người ta đói thì người ta không có hạnh phúc chứ gì, đó là nhu cầu cơ bản, nhu cầu ăn. Nhưng mà xin thưa rồi quý vị đây, những cái người mà người ta hành thiền đói, người ta vẫn hạnh phúc. Đói người ta vẫn dạt vào tình yêu thương, tâm từ, tâm bi. Rồi nói làm sao đây? Và cái điều đó đã được nghiên cứu trên các cái Lạt Ma Tây Tạng. Mà hồi thời kỳ ông Lạt Ma ổng qua bên phương Tây đó, thì người ta nghiên cứu rất là nhiều về vấn đề thiền cũng như là các cái trạng thái tinh thần của các vị Lạt Ma. Thì người ta thấy nó có cái gì đó nó cấn cấn, mà hồi đó tới giờ tâm lý phương Tây á, thì nó lại không có nghiên cứu được những chuyện như vậy. Thành ra là tôi mới nói quý vị đó là khi mà đi bên tâm lý đó là một trời luôn, một trời sáng tạo, chưa có ai gớ tới cái gì hết trơn á. Nay đi vô chồng chỉ cho làm đủ thứ luôn, tanh bành tới bẻ luôn, nhiều lắm cái địa hạt đó mình mong để khai thác. Vậy thì trở lại với cái vấn đề mà hồi nãy bạn bò đặt ra là vậy thì mình có thể kiểm soát được cái hormone rồi làm cho mình hạnh phúc hay không, thì cái điều đó là bất khả thi ở góc độ siêu lý. Bất khả thi ở góc độ siêu lý là không có làm được điều đó. Tại vì nó là thuộc về sắc pháp, thuộc về vật chất, và cái kia thuộc về tinh thần. Mà sắc pháp thì nó thô, tinh thần thì nó tế. Không thể lấy cái thô chuyển hóa cái tế được. Chỉ có thể lấy cái tế chuyển hóa cái thô thôi. Thì quý vị mà học ở bên siêu lý đó, tại vì mình đến nay mình cũng dính tới siêu lý nữa, thì quý vị á, sẽ biết được cái gì. Nguyên nhân mà sanh ra sắc á, thì nó có tâm. Nhớ không? Mà nguyên nhân sanh ra tâm nó chỉ có sắc kinh thôi. Sắc kinh nương gá mà cũng mới có tâm thôi. Còn ngoài ra là mấy cái sắc khác đâu có đâu. Thành ra sắc á, mà nó chuyển ngược lại về tâm nó là không được.
nên về mặt siêu lý là cái điều đó là xem như không thể xảy ra. Và sự thật là người ta vẫn không có tìm ra được cái điều đó, cho dù người ta đang nghiên cứu rất là nhiều sâu sắc này kia các kiểu. À, vậy thì về cái vấn đề hormone đó, nó cũng là cả một điều thú vị ấy, để mà mình nghiên cứu và tìm tòi phân tích nó, tìm cái hướng đi riêng cho tâm lý, chứ không phải là cứ bu vô trong sinh lý rồi sao mà chết vùi trong đó luôn. À, được không? Bảo có vấn đề gì thêm bàn thêm về vấn đề hormone này nữa không? Với lại bây giờ con có quen một đứa nó kiểu là nó cũng có đang điều trị tâm lý, thì con cũng hỏi nó là người ta có cho mày uống thuốc không, thì bảo là nó cũng bảo là người ta muốn cho nó uống thuốc, thì con cũng thắc mắc còn cái thuốc đó nó cái gì, thì con cũng có đi tìm hiểu. Thì ở đâu đó thì con cũng thấy là nó cũng có những cái thứ liên quan tới cái này, thì đó cũng là một cái nó thầy nói là nó không phải là một cách để trị, nhưng mà trong cái quá trình người ta điều trị, người ta sử dụng thuốc như vậy á, thì cái thuốc đó sẽ có cái công dụng gì mà mình hiểu đúng trong cái quá trình điều trị đó. Ok, cảm ơn ha. Vì cái điều này đó, thì cái này là tôi cũng để trả bài cho anh Tỷ nè, về sử dụng thuốc trong tâm lý học nè, có được phép hay không và dùng như thế nào. Vâng, Tỷ đâu rồi? Được dùng không? Không được dùng. Nhưng mà kể cả học lên tới tiến sĩ tâm lý học, phó giáo sư gì đó, tâm lý học thì các học chuyên ngành về tâm sinh học, như cái cô mà mình đi theo học đó, thì vẫn không được sử dụng thuốc trong quá trình chữa trị tâm lý cho bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân đó tổn thuốc thì nó máu nha, nhưng mà ví dụ như mình cho thuốc người ta không được. Kể cả ví dụ như là thuyên giảm được. Bây giờ vấn đề là thuốc là một trong những công cụ mà nay mình không được sử dụng thuốc rồi. Thì có nhiều phương hướng giải quyết. Nếu mà ví dụ như bệnh, những cái bệnh mà phổ biến như là ADHD là bệnh tăng động, hoặc là bệnh tự kỷ, hoặc là những cái bệnh trầm cảm hóa, thì những cái bệnh đó hoàn toàn có thuốc. Nhưng mà không mình sai thì sao giờ? Liên hệ với bên rồi
trong trong số đó thì có một cái trường hợp mà người rất là được hay hỏi mà thầy cô cũng thường hay đặt ra là ví dụ như đã đang chuyện đang trong cái quyển dữ liệu nó bị như thế sao? Đó là lý do tại sao mà cho quý vị biết được một cái tổng quan về mặt hiện tại, tức là dưới góc nhìn của khoa tâm lý học thì người ta nhìn về vấn đề sử dụng thuốc trong tâm lý như vậy đó. Nhưng mà tôi muốn đi sâu hơn một xíu nữa thì về mặt bản chất thì như thế nào? Thì xin thưa là về mặt bản chất thì càng không nên sử dụng thuốc nữa. Cái trường hợp nào mà bị vấn đề về tâm lý mà sử dụng thuốc là nó lại càng làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn chứ không giải quyết được vấn đề. Bởi vì sao vậy quý vị nên biết được là tất cả những cái thuốc mà can thiệp vào tâm lý quý vị nãy giờ có nghe chỗ mà tỷ nói đấy thì hầu như tất cả các thuốc đó nó có một cái chức năng duy nhất của nó là làm cho hạn chế hoặc làm chậm dần cái quá trình dẫn truyền thần kinh. Nó làm cho hệ thống thần kinh nó mũi lượt đi. Thì lúc này cái đứa mà nó tưng quá đó thì chơi quất cho nó một mũi là thấy là hệ thống dẫn truyền thần kinh nó bắt đầu nó sụi xuống rồi. Nó đâu dẫn truyền thần kinh được đâu, nó khờ khờ khạo khạo rồi đó. Tới lúc đó là quý vị thấy nó đâu còn quậy nữa, đâu còn tưng tưng nữa. Mà xin thưa quý vị, cái điều đó thì ảnh hưởng cực kỳ luôn, không bao giờ tốt. Không bao giờ tốt đối với cái hệ thần kinh của con người nói chung. Thì như thế, như vậy ở cái góc nhìn mà nó sâu hơn lại càng không được sử dụng thuốc nữa. Sử dụng thuốc ảnh hưởng hệ thần kinh của người ta. Mà cái người dám cho thuốc ảnh hưởng hệ thần kinh của người ta, trời ơi, giờ mặc siêu lý nghiệp báo là hưởng đã luôn ấy. Điều đó là không được phép, điều đó là không nên, điều đó là không cần thiết. Như vậy thì ở cái góc độ của tâm lý thì trị liệu bằng cái gì? Xin thưa, trị liệu bằng ba tấc lưỡi hết. Để quý vị chỉ có thể ngầu và nói cho người ta nghe, hoặc nhiều lắm là những cái kỹ thuật mà người ta được dấn thân, người ta được trải nghiệm vân vân, và may không được đưa bất kỳ cái gì cho người ta uống hết á. Bất kỳ một cái ca trị liệu nào, nếu như là mình trị liệu thuần về tâm lý thì không có can thiệp vô trong cái yếu tố về cái mặt y khoa, về thuốc men nọ kia vân vân các kiểu, đó là tuyệt đối không được phép. Tuy nhiên nếu như mà quý vị ở Việt Nam hoặc là cái nước Á Đông, quý vị có thêm những sự hiểu biết về y học Đông Phương, đó là quý vị biết được cái cách sử dụng các cây thuốc nam như thế nào, nó ích lợi, nó làm cho giảm cái sự tăng động cho một cái thân chủ á, thì quý vị có thể hướng dẫn người ta vô có thể kiếm cái cây gì đó uống trà chẳng hạn, uống hàng ngày như là một trong cái loại nước thôi thì nó góp phần hỗ trợ thì nó tốt, cái điều đó thì tốt, chứ không được phép bốc thuốc cho người ta uống. Đó, về mặt tâm lý trị liệu thì nó như thế đó. Đây là trao đổi thêm để bảo có thêm cái góc nhìn mới về tâm lý. Ok ha. Rồi gì thì tiếp theo đó. Ok chưa? Ok. Với vấn đề ok tiếp theo, cái phần bình tiếp theo thì xin mời ai tới người thứ hai được nào, Huỳnh hoặc là Minh Anh, ai muốn lên trước? Huỳnh còn đây không? Còn. Minh Anh ha. Rồi mời Minh Anh chia sẻ về quyển gì nè. Dạ thì cái quyển này là quyển tâm lý học đám đông Lê Bông, thì cũng như cái tên của nó luôn là ông này ổng viết về những cái nghiên cứu của ổng cũng như những cái khái niệm như thế nào là một cái đám đông và như thế nào là một đám đông tâm lý. Thì có rất là nhiều đặc điểm chung, không phải là cứ mình tụ hợp lại một điểm thì mình sẽ trở thành một cái đám đông. Cái khái niệm của ổng đưa ra một cái như thế nào là một cái đám đông, thì cái đám đông đó phải có sự đồng nhất về cái tâm hồn, có nghĩa là người ta đang chung một cái ý tưởng. Và cái thứ hai, để nhận biết được cái đám đông đó
là có phải đám đông tâm lý không, thì chúng ta phải biết là đám đông đó đang bị một cái dẫn dắt, là bị vô thức dẫn dắt. Trong một cái đám đông thì theo ổng là không có một cái sự suy xét, một cái logic nào cả. Tất cả những gì mà trong một đám đông, ổng chỉ là những suy nghĩ, suy tưởng bởi những cái không logic, và người ta chỉ làm việc dựa trên những cái bản năng, rất là bản năng thôi. Thì cái sự hiểu biết của người ta là người ta chính vì cái tính, chính vì bị cái vô thức dẫn dắt cho nên người ta rất là dễ có những cái đặc tính như sao là dễ bị tác động nè, dễ bị suy nghĩ một cách phiến diện và thái quá. Và thêm một cái nữa, độc đoán, bảo thủ. Thì như mọi người biết rồi đó, là có những cái mà trong khi mà đánh lộn á, có đứa nào nó đánh một nó đánh cả bài không ạ? Tại vì á, khi mà nó đánh cả bài như vậy, cái tội lỗi của nó đang cảm giác như là không có dồn về một phía nó, cho nên là tất cả những gì bản năng nó có thể làm nó sẽ làm hết. Được. Nó chịu hồi cái sức mạnh của cái bản năng ra. Và thêm một cái phần nữa là sau khi mà biết được những cái đó rồi thì mình phải biết là nếu như một cái người bị dẫn dắt bởi vô thức rồi thì người ta không bao giờ có cái tính lập luận logic, giống như là người ta chỉ thấy tất cả mọi thứ theo mỗi một cá nhân thấy một kiểu, nhưng mà người ta làm là làm cùng một hành động như nhau, giống như là người ta suy nghĩ nó không gọi là sao ta, giống như cùng trong một cái đội quân, người ta chiến tranh đi, thì cái đội quân đó một cái người này sẽ suy nghĩ về những cái điều mà người đó suy nghĩ, còn người kia sẽ nói về cái điều người kia suy nghĩ, nhưng tụ chung hành động lại của những người đó là tiến tới cái ý tưởng của cái người lãnh đạo đám đông. Tại vì trong một đám đông không, nếu không có người lãnh đạo thì đám đông đó sẽ dễ bị đánh ngã và dễ bị tan rã, không có cái sức bền bỉ. Tại vì đơn giản là làm việc bằng vô thức thì đâu bao giờ có cái tính bền bỉ được. Cái tiếp theo nữa là trong quyển này con cảm thấy rất là hay khi mà nói về cái sự ảo tưởng của đám đông. Giống như là một cái đối tượng, một cái vùng như vậy, có rất là nhiều người đang tập trung ở đó. Giả sử một người hô lên nhìn thấy đĩa bay thì cái ảo, từ một cái ảo tưởng đó, người đó không biết suy nghĩ về cái gì, người ta thấy được cái đĩa bay đó, thì khi người ta nói lên và đọc thời cái hiệu ứng lây lan á, truyền nhiễm qua những cái đối tượng khác, làm cho những cái đối tượng đó nghĩ rằng cũng có như vậy, nhưng thực tế thì nó không có, là do hiệu ứng lây lan. Và đám đông rất dễ bị, đó là lý do tại sao mà người ta nói là đám đông dễ bị kích thích. Và một cái nữa, khi mà ổng nói về cái đối tượng mà dễ bị tác động nhất là hai đối tượng, cái đối tượng đầu tiên là phụ nữ, đối tượng thứ hai là trẻ em. Có một số phiên tỏ người ta khá là tin cái lời nói của trẻ em, bởi vì người ta nghĩ là trẻ em không bao giờ biết nói dối, nhưng thực tế là trẻ em rất có khả năng nói dối cao, bởi vì cái sự suy tưởng của nó, cái sự ảo tưởng, cái sự không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo của nó rất là cao. Và đó là những cái đặc tính mà ổng nói về tụ chung lại một cái đám đông. Nhưng mà để mà có được những cái suy nghĩ, những cái tình cảm như vậy thì phải dựa trên, thì cái đám đông nó phải dựa trên một cái nền tảng gì để mà nó phát triển một cách gọi là mạnh mẽ như vậy. Thì có những cái động lực, ổng chia ra hai cái. Một cái là động lực từ xa, một cái là động lực trực tiếp. Động lực từ xa của ổng chính là những cái đức tin và cái quan điểm. Trong đây có bốn. Đầu tiên là về chủng tộc.
là giả sử một cái người Việt Nam sống trong đất nước Việt Nam thì tất nhiên người ta sẽ có cái gì? Cái máu hiếu chiến. Chắc chắn sẽ có máu hiếu chiến. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một mình đã trải qua một cái dòng chảy rất là nhiều, mình trải qua bao nhiêu cái cuộc chiến tranh xâm lăng xâm lược trong đó, thì mình có được cái máu trong đó, thì cái tính chủng tộc. Và cái thứ hai là những cái gì được truyền tụng từ đời này sang đời khác, chẳng hạn như những chuyện huyết ăn. Và trong cái chương này, ông này ông có nói mà một câu con rất là con nên phải suy nghĩ lại. Là ông nói là đa phần chúng ta bị lôi cuốn bởi những anh hùng ảo mà những anh hùng thật lại quên đi. Chẳng hạn như ai cũng biết về thánh giáo, ai cũng biết về sơn tinh thủy tinh, nhưng mà mấy ai hiểu được nguồn gốc của nó chỉ là những cái truyền thuyết, nó mang cái tính văn hóa trong đó thôi. Chứ cái chuyện thuyết đó nó sẽ qua thế hệ này, sau đó nó được thêm một mớ, qua thế hệ kia nó được bớt đi một mớ. Cái chuyện thuyết đó nó không có ý nghĩa mà những cái thực tại, những cái thực tế này mình lại không đem đi học mà lại đi học những cái nguồn đó. Rồi thêm một cái nữa là cái thời gian. Như cái thời gian và cái chính trị xã hội, hai cái này cũng gộp chung lại đó, là giống như một thể chế chính trị xã hội vậy đó. Muốn một cái ý tưởng chính trị muốn ăn sâu vào máu của một cái người dân nào đó thì cần phải có thời gian. Và con thấy cái này là đúng, là tại vì á, có những cái cuộc chiến giống như cái cuộc chiến mà thế giới thứ nhất gì đó, nó không phải là một bữa mà nó là một sự chuẩn bị trong một cái thời gian rất là dài. Sau khi đủ tất cả các duyên hợp thành cái cuộc chiến đó nó mới bùng nổ, chứ không phải muốn là có. Cái thứ hai là về giáo dục. Thì giáo dục mọi người có biết đó là lúc trước mình có nói về cái vụ mà tự do tư tưởng đó. Thì giáo dục chính là một trong những cái mà nó góp phần nhấn chìm đi cái sự tự do của mình, cho mình vô những cái gì mà người ta muốn, chứ không phải là mình muốn học những cái điều đó. Cái thứ hai là những cái động lực trực tiếp, là làm sao một cái người lãnh đạo trong một cái thời gian không dài mà người ta có thể điều khiển được một cái những cái con người rất là xa lạ, mà thậm chí người ta không biết nhiều về người đó nữa, thì thông qua cái hình ảnh, ngôn từ và cái ký hiệu. Điều này con thấy rõ nhất là ở trong cái cuộc chiến luôn. Cuộc chiến nào cũng có một cái khẩu ngữ của cuộc chiến đó, và có hình ảnh của cuộc chiến đó như lá cờ, hoặc là cái này, cái kia, những cái biểu tượng mang tính biểu trưng cho cái cuộc chiến đó. Thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì một cái con người trong một cái đám đông như vậy, người ta không có sự hiểu biết, người ta không có cần phải nói nhiều, người ta cần cái gì đó người ta có thể liên tưởng được liền, người ta có thể biết được, giống như là cái khẩu hiệu là gì, là ta độc lập tự do hạnh phúc. Nếu mà để giải thích nghĩa của từng từ đó thì mất không biết là mất bao nhiêu trang sách, bao nhiêu trang vở mới có thể giải thích được hết cái nghĩa của từ đó, thậm chí có thể không hết nữa. Nhưng mà chỉ với ba từ đó có thể dành lại độc lập của một đất nước, ba cụm từ đó có thể dành lại độc lập của đất nước, tức là để cho họ cái liên tưởng của tự chính bản thân họ về những cái từ đó hơn là mình nói với họ nghe là điều đó như thế nào. Thì một cái nữa là cái này thật sự con nghe xong mà con buồn cho mình luôn á. Là cái lý trí trong đám đông không nên áp dụng cái tính logic vào trong đó, tại vì người ta không có quen để mà suy nghĩ một cách có logic và một cách lý trí. Người ta hành động bằng tình cảm, hành động bằng vô thức và hành động bằng bản năng. Nhưng mà trước giờ khi mà con đứng ở cái vị trí hiện tại đó, con luôn làm việc bằng cái lý trí của mình. Nên là nó rất là tác động rất là thật sự rất là ít đến những cái người ở phía dưới. Và sau khi đọc
Xong cái quyển này đó, con có một cái nhìn khá mới về cái cách làm của mình để cái sản đầu tiên là giải thích về những cái hiện tượng như là đa cấp nè. Tại sao ai cũng nói là đa cấp xấu, đa cấp này kia nhưng mà nó vẫn tồn tại. Và một số cái tổ chức mà kết nối doanh nghiệp với nhau, tại sao cái tổ chức này rất là thành công nhưng tổ chức kia mới lên là bị dẹp, bị tắt liền. Thì con tham gia rất là nhiều những cái tổ chức liên kết doanh nghiệp như vậy, và con cảm thấy là sau khi đọc cái này con cảm thấy là người ta áp dụng rất là nhuần nhuyễn cái tâm lý học đám đông vào trong đây. Thì đó là những gì mà con đọc, nhưng con đọc cái quyển này. Nhưng mà có một cái câu hỏi là trong đây ổng nói đám đông không có khả năng để mà quyết định bất kể một cái gì. Đa phần những cái điều đúng đắn, những cái điều lý trí đều đến từ cá nhân của một người nào đó hoặc một nhóm tiểu chi thức nào đó, tức là một nhóm nhỏ chi thức nào đó thôi. Chứ đám đông không có khả năng làm được cái điều gọi là lý trí được, lưu rất không làm được nữa thầy. Đúng. Thì thêm một cái nữa con, cái đó là đúng không thầy? Đúng, cái đó là hồi đó thì sẽ nói về cái đám đông nó hành động theo quán tính ấy. Dạ, rồi thêm một cái con hỏi là khi mà ổng nhận xét cái đám đông theo những cái đặc tính này thì con muốn hỏi là liệu trung tâm của mình á đâu phải là đám đông đâu đúng không thầy? Đâu phải là cái đám đông nghĩa là của ổng đâu. Vậy thì cái tổ chức những con người đó thì những cái họ như vậy thì mình gọi là cái gì? Ok, rất là hay. Hai cái vấn đề. Ok. Thì quý vị mới thấy đó, khi mà mình đi nghiên cứu tâm lý học đám đông hay là mình đi nghiên cứu cái tư tưởng về phân tâm học và theo trường phái của Jung với Lebon này, thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những cái thứ mà nó rất là đặc biệt, nó mở ra cho chúng ta. Thì ở đây mình sẽ nói về cái đầu tiên là nói về cái dòng chảy quán tính của đám đông. Bất kỳ một cái đám đông nào á, nó đều đi theo một cái dòng chảy của nó. Và cái dòng chảy này là sao? Là vô thức. Dòng chảy này là vô thức. Dòng chảy này là không có sự kiểm soát bằng logic, thiếu lý trí. Và chính xác ở cái chỗ này là nói là cái điều đó nó bị dẫn dắt. Nó bị dẫn dắt bởi một người hoặc một nhóm người tiểu trí thức. Vậy cái này nó đúng trong lịch sử không? Xin thưa, trong lịch sử là nó đúng. Nó không có sai. Ở bất kỳ cái chỗ nào cũng như vậy hết, nó đều xảy ra cái trạng thái dẫn dắt như vậy. Vấn đề đó nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác là gì? Cái cảm giác là sao tiêu cực quá, sao thấy ghê quá, sao đáng sợ quá, đúng không? Mình anh có cảm giác đó không? Dạ có thầy. Giờ thì mình phải ngồi mình ngắm cho nó kỹ lại. Vậy thì cái quyết định của một đám đông, ai quyết định? Cái người lãnh đạo. Đúng, chính xác. Và bài toán sẽ được giải quyết ở bất kỳ một đám đông nào nếu cái người lãnh đạo đó là người tốt. Vậy thì giống như cái buổi nào hồi sáng hay buổi nào tôi không nhớ về cái chuyện mà họ về theo cái thể chế chính trị nào thì nó tốt á. Tôi không biết là nằm ở trong cái tiết nào. Thì tôi có nói là cái thể chế chính trị nào nó cũng tốt hết trơn á. Nó tốt hay không tốt nó nằm ở chỗ cái người lãnh đạo. Tức là đây, hôm nay cái buổi này mình về sách phân tâm nói về tâm lý học đám đông. Thì mình mới thấy rõ ràng đó là một chuyên ngành người ta đã nghiên cứu rồi. Và người ta nghiên cứu rất kỹ về cái điều đó. Và người ta khẳng định điều đó và sự thật là nó có như vậy. Thời quý vị thấy, hội chúng tỳ khu thời Đức Phật cũng là một đám đông, cũng đi theo một cái lý tưởng, đúng không? Vậy thì rõ ràng đó cũng là một đám đông, nó cũng tuân theo quy luật của đám đông. Vậy tại sao nó tốt? Tại vì cái người lãnh đạo đó nó tốt. Thành ra cái đám đông nó đi theo cái đường tốt. Vậy thì đám đông á, tại sao phải cần cái đám đông? Bởi vì từng cá thể riêng lẻ thì làm việc không được, không tạo ra được một sức mạnh tập thể. Thành ra mới cần đám đông. Đám đông mới tạo ra được một sức mạnh tập thể mới làm việc. Vậy thì tương tự như vậy mà quay trở về cái môi trường trung tâm này thì mình thấy không? Vẫn có áp dụng. Dĩ nhiên khi mà tôi học về tâm lý đám đông thì dĩ nhiên tôi cũng phải áp dụng ở trong môi trường này. Quý vị nào mà vào trong môi trường trung tâm mà quý vị sẽ thấy nếu mà một cái người mới đến đây người ta sẽ cảm giác gì? Người ta cảm giác ngọt, ta cảm giác mệt, ta cảm giác trời ơi sao làm được.
và tôi từng tiếp rất là nhiều vị về tọa đàm đấy, thì các vị đều nói như thế. Thí dụ như cái chuyện là cho các bạn từ trung học cơ sở, học phổ thông thôi, học triết hết rồi, học tùm lum hết trơn luôn rồi, thì với nhiều người người ta nhìn nó là không thể, không biết gì đâu mà nó học. Vậy vậy hỏi vậy tại sao tôi vẫn làm được đó? Nó vẫn học ào ào đó. Rồi cũng có nhiều người đó đây nói rằng là nhìn cái lịch mà tôi dạy và tất cả các môn toàn ở trên trời không đó, thì họ cũng hay nói trời ơi ai mà học nổi, ở đây người ta vẫn học đấy, người ta vẫn học ào ào. Vậy thì cái điều gì khiến cho quý vị có thể học được một cái môn mà nhiều người nhìn vô người ta nói môn này học không nổi, môn này học không được, môn này không thể học? Vậy thì cái gì xin thưa? Tâm lý học đánh đấm. Quý vị bước vô trong môi trường này, quý vị thấy cái đứa kia bên nó cũng học được, cái đứa bên đây nó cũng học được, cái đứa bên kia nó cũng học được, ủa mắc gì mình không học được? Đám đông đó, đó là tâm lý đám đông. Nếu như mình có một cái đám đông như thế để nó kéo mình đi thì mình có thể làm được những chuyện mình không làm được, tại vì mình làm theo người ta, chứ không phải là mình dùng lý trí. Dùng lý trí là không làm được liền. Vì sao? Mình tự định khuôn của mình, và đó là cái cảm giác sợ hãi của người ta khi đối diện với vấn đề. Người ta không giải quyết được và người ta nghĩ là cái ngưỡng của người ta tới đó thôi. Nhưng với dòng chảy quán tính của đám đông thì người ta làm mà người ta không có sự nghĩ rằng mình không làm được, thành ra người ta làm được nào tổng hay. Và cái điều đó là các bạn ở trong đây rất là nhiều bạn đã làm được điều đó, và chính cái đó là nhờ tâm lý học đám đông đó. Và từ cái quyển nào mà ra, từ đây cái quyển mà mình anh mới vừa đọc đó của Lemon đó, tâm lý học đám đông, và một số các tác phẩm khác về tâm lý học đám đông. Thì như vậy trở về với tâm lý học đám đông thì mình thấy rằng là ở cái mức độ đám đông bình thường thì người ta hoàn toàn có thể bị điều khiển bởi một người hoặc một nhóm người. Vậy cái chỗ đó mới đặt tiếp một câu hỏi nữa đó, nghiên cứu nó tới nơi tới chốn rồi, tại sao là một nhóm người mà không phải là một người? Vậy một nhóm người đó nó thoát khỏi cái tâm lý học đám đông ư? Vậy thì từ một người thành một nhóm người là tại sao? Đây chỗ đó tại vì nó chưa có nâng cao lên nữa. Thì khi mà nó tiến lên đến một cái tập thể mà nó đã đi theo cái vô thức đám đông rồi, lúc này nó trung hòa. Khi mà nó trung hòa rồi thì không thể tiến được nữa. Xin thưa đặc trưng xã hội Việt Nam, quý vị thấy liền, hồi xưa cũng tâm lý học đám đông, thành ra giành được độc lập, tới bắt đầu trung hòa rồi. Bây giờ này nó lòi hèm, nó tùm lum hết. Xử lý nó làm sao? Cái người lãnh đạo phải là cái người xịn, sau đó họ thiết kế lại một nhóm mới. Thay vì nó là lãnh đạo một cá nhân cho một cái tập thể đi theo một guồng máy, thì bây giờ phải là một tập thể lãnh đạo một tập thể đi theo một cái hệ thống. Tức là những người có đủ năng lực trong cái đám đông đó, họ trở thành một nhân tố trong một cái tập hợp người quyết định cái sự vận hành của cái tập thể đó. Thì lúc này nó phải tiến lên tới cái giai đoạn 2 của nó, là không phải lãnh đạo cá nhân mà là lãnh đạo tập thể, dùng tập thể lãnh đạo tập thể. Đó là cái giai đoạn thứ 2. Đó là sau khi mà đã hoàn thành được cái giai đoạn đầu tiên, cái tập thể đó đi được một đường tốt rồi, thì phải tiến tới cái giai đoạn đó thôi, chắc chắn. Nếu quý vị ngồi lại mà quý vị nghiên cứu kinh điển của Phật học, quý vị sẽ y rang như vậy. Thời kỳ đầu là Đức Phật, thời kỳ sau là gì? Hệ thống tăng già. Các cái vị trưởng lão, Thera đó là các vị trưởng lão. Thì các vị trưởng lão là cái người mà là lãnh đạo hội chúng. Tức là nó chuyển về nhóm người, chứ không phải là một người. Đó là cái giai đoạn kế thừa tiếp theo sau của sự vận hành của tâm lý học đám đông, đi theo một con đường tốt. Còn không thì nó sẽ đi theo một con đường xấu. À, đặc trưng của tâm lý học đám đông là vậy đó. Rồi, được không Minh Anh? Rõ hết chưa? Thầy nghĩ là còn băn khoăn đó, suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi, đừng giải hết. Còn băn khoăn đó. Dạ, thật sự là còn băn khoăn luôn á. Rồi phải hỏi sao cho thầy hiểu vậy ta? Cho nó lôi cái băn khoăn đó ra coi. Vậy thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ của con là gì? Con đã từng áp dụng đúng không? Mà con áp dụng một cách duy lý đó, thành ra con thấy không có hiệu quả. Con thấy hiệu quả với cái dám của con rồi. Con mới hỏi, ủa nếu mà nếu vậy thì không lẽ bây giờ mình phải làm cho mình nó te tua tơi tả để mình hợp với cái đám đó, để mình đi theo đám đông sao? Con không, con đang suy nghĩ theo cái chiều hướng gì à? Con đang bị vấn đề là con giải quyết mọi thứ là theo lý trí, theo logic, đúng thì làm, sai thì phải bỏ. Nhưng mà cái vấn đề ở một chỗ là từng cái cá nhân mà con tiếp cận á, con lại không có thể kết nối được những cái cá nhân đó làm việc một cách
tập thể với nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi tại vì cái cơ bản con đi lên là nó từ cái lãnh đạo, cái kiểu của bạo chúa thầy quyền lực á, thì cho nên bây giờ con muốn chuyển từ cái đó sang cái lãnh đạo theo cái quy luật mà gọi là cái uy tín cá nhân. Con có đọc trong đây nhưng mà con thật sự là con vẫn còn hoang mang cái chỗ uy tín cá nhân, nó làm sao người ta có thể nhìn nhận được cái uy tín cá nhân của mình là cái đúng là sao có được. Ok, đó, tức là nó sẽ phải lầu ra cái vấn đề. Đó là cái vấn đề là mình vẫn chưa sử dụng được nó, nghĩa là mình còn rối, mình chưa có thông suốt về cái sự ứng dụng của phân tâm học hay là tâm lý học đám đông. Vậy thì bất kỳ một cái tập thể nào nó cũng phải có cái tiêu chí. Nó phải có cái tiêu chí thì cái tập thể đó nó cùng một tiêu chí nó mới gộp lại thành ra một tập thể có cái đặc trưng mà ông Lemon nói. Còn nếu như cái tập thể mà không có tiêu chí gì hết thì nó chỉ là một cái đám ù hợp thôi, không thể nào tạo thành tâm lý học đám đông được. Và cái tiêu chí đó là cái tiêu chí dùng để chọn lựa những thành phần nó đi sâu vào trong tập thể hay là những thành phần nó tách biệt ra, giống như các electron tự do đó, nó không có sự liên kết sâu với tập thể thì chắc chắn nó bị rớt ra. Vậy thì với một cái người lãnh đạo đám đông thì họ phải lựa chọn cái tiêu chí cho đám đông của mình, con hiểu không? Khi mà con đã lựa chọn cái tiêu chí cho đám đông của con rồi, con phải chấp nhận là sẽ có những cái người phù hợp và có những người không phù hợp với tiêu chí đó. Khi mà mình đã xây dựng cái tập thể theo cái mô hình đó rồi thì mình phải chấp nhận thôi, mình phải lựa. Nếu mà con quay lại con nhìn về cái mô hình ở trung tâm thì con sẽ thấy cũng y rang như vậy. Thì cũng phải là trải qua bao nhiêu đời những cái người đi qua đời tôi, đúng không? Nhìn lại những cái quý vị đó thì mình mới thấy là gì? À, để cho có bây giờ có một cái hệ thống làm việc như thế này thì nó phải trải qua một cái quá trình thanh lọc như vậy, tức là phải có một cái tiêu chí chung. Và cái người nào không phù hợp với tiêu chí chung đó thì sao? Thì rớt khỏi cái hệ thống, thì tách khỏi hệ thống. Và họ kiến tạo một cái tập thể theo cái vô thức chung của họ. Họ đi tìm cái tập thể có vô thức chung đó của họ. Được không? Như thế thì khi mà con nằm ở trong vai trò lãnh đạo, con phải tìm cho mình một cái đường hướng. Ví dụ như con chuyển sang lãnh đạo bằng sức ảnh hưởng chẳng hạn, thì như vậy con muốn có được cái sức ảnh hưởng thì con phải có năng lực con mới ảnh hưởng ta được, mà không có năng lực thì không ảnh hưởng được. Vậy thì con, chính con phải bồi dưỡng cho mình cái năng lực trước để mình có thể ảnh hưởng, tạo ra sự ảnh hưởng cho người khác. Cái thứ hai nó, con phải tìm cái người mà họ phù hợp với cái điều đó của con. Tức là ví dụ như con muốn làm điều đó thì cái người mà làm việc chung với con phải là người cầu tiến, có người cầu lùi hoặc cầu tài là xem như dẹp, đâu làm chung được đâu. Tại vì cái vô thức của họ sẽ đi theo cái tập thể cầu tài hay là cầu cái khác. Thành ra nếu như con muốn đi theo cái hướng đó thì con phải kiếm người cầu tiến. Nó là cái tiêu chí chung, cái tập thể chung, để mà cái tập thể nó phấn đấu theo cái đường hướng cầu tiến đó. Nó thấy cái người này cầu tiến, nó thấy người kia cầu tiến, thành ra nó cũng cầu tiến. Nó cầu tiến, nó tiến qua khỏi cái ngưỡng của nó. Thành ra cái kiến tạo công ty của con như vậy thì chắc chắn là con sẽ thành công. Hiểu không? Đó là giải pháp dành cho chỗ của con á. Nhưng mà khó à, không có dễ nha. Dạ khó lắm thầy. Đặc biệt là cái kinh nghiệm còn ít đó, cho nên là cái việc mà mình học, mình hiểu là một chuyện, nhưng vận dụng nó phải cần một cái thời gian, tại vì mình nghiên cứu đặc điểm của từng cá nhân nữa. Thật sự hơi khó. Đúng. Vậy đó, cho nên là mình làm thì nó mới gọi là chất lượng chứ, khó mà mình làm được chắc. Nên cố gắng á. Mình học, mình đọc, mình sẽ tìm thấy. Nhưng mà sau khi đọc được tới đây á thầy, ông này cũng có nói để mà có thể ảnh hưởng đến một cá nhân, ông nói ra ba yếu tố. Cái đầu tiên là tự khẳng định, cái thứ hai là sự lặp đi lặp lại, cái thứ ba là cái sự truyền nhiễm, cái sự lây lan. Thì ba cái này con lại suy nghĩ nhiều về marketing. Đúng. Con đang cảm thấy là những cái người tài ba người ta đều biết những cái này, mà trong khi đó con bao nhiêu năm nay con vẫn làm nó mà con không hiểu gì hết, thật là vô xúc. Thì giờ hiểu rồi, giờ hiểu rồi đó, đưa cuốn đọc là hiểu liền. Trời ơi, hay quá thầy, đưa cái lời gõ được cái một kẻ của mình con á. Thì tao biết ghẻ tao mới đưa cho đó. Dạ cảm ơn thầy lắm luôn á. Dạ, con không ok, cảm ơn bạn. Cố gắng ứng dụng nó trong quản trị doanh nghiệp của mình. À, Ký có hỏi hả?
làm sao để một người bước ra từ tập thể để lãnh đạo tập thể đó, thì làm sao để cá nhân đó ảnh hưởng lên trên tập thể chứ không phải cá nhân cũng bị chính đám đông ảnh hưởng ngược lại. À, tức là khi mà đám đông nó bị bảo hòa rồi đó con, tức là khi đám đông bảo hòa rồi thì tự dưng sẽ có cái người như vậy. Nếu mà trong quản trị nhóm thì người ta sẽ có một cái thuật ngữ, người ta gọi nó không phải là người nhóm trưởng, nó gọi là cái người gì đây nè, tự dưng cứ quên cái tên, nó có một cái thuật ngữ riêng gọi cho cái người này. Ở thủ lĩnh, ok, có không? Cảm ơn. Đó là sẽ có thủ lĩnh xuất hiện. Khi mà cái tập thể mà nó phát triển đến một cái ngưỡng của nó sẽ có thủ lĩnh xuất hiện. Và thủ lĩnh xuất hiện này nó sẽ hoặc là tách đôi cái đám đông nó ra theo một cái đường hướng riêng của cái thủ lĩnh đó, hoặc là cái thủ lĩnh đó sẽ là người lãnh đạo tập thể và thiết lập cho mình một hệ thống để lãnh đạo tập thể. Đó thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán của con liền. Đó là mình bước ra khỏi tập thể nhưng không bị ảnh hưởng tập thể mà là kéo cái tập thể đó đi luôn. Thì đó là thủ lĩnh. Được không? Có gì còn rắc rối không hiểu gì đó hỏi tiếp. Cái thủ lĩnh đó làm gì hả? Cái thủ lĩnh đó sẽ cô xây dựng lại cái hệ thống của cái tập thể đó. Chỗ bảo hòa hả? Chỗ đó bảo hòa hả? Bảo hòa tức là khi mà nó xử lý các cái vấn đề theo dòng chảy quán tính của nó không còn hiệu quả nữa. Nó xử lý vấn đề theo dòng chảy quán tính của nó không còn hiệu quả nữa. Thí dụ nha, ngày xưa người ta dùng cái tuyên truyền, người ta dùng tuyên truyền để mà người ta xây dựng xã hội. Cho tới ngày nay Internet nó gần gần là đứa nào lên Internet cũng biết sự thật chân, thành ra tuyên truyền trở nên vô ích. Thành ra bây giờ đi đâu cũng thấy cái gì phản động, đi đâu cũng nghe phản động chân, ở đây cũng nghe phản động, kia cũng nghe phản động, chỗ nào cũng nghe phản động chân, đi đâu vậy? Tại sao vậy? Tuyên truyền, lãnh đạo bằng lối tuyên truyền đã không còn hữu ích, không còn hữu ích, không còn tác dụng nữa. Thì như vậy thì sao? Đó, cái tập thể nó bảo hòa. Và cái khi tập thể nó bảo hòa rồi, nó đòi hỏi phải giải quyết cái bài toán đó. Thành ra nếu như cái người lãnh đạo đang hiện lãnh đạo đó mà họ không giải quyết được cái bài toán đó thì chắc chắn sẽ có thủ lĩnh bước ra. Và cái thủ lĩnh bước ra đó sẽ xử lý cái đám đông theo một cái đường hướng riêng và lấy cái quyền lực mới để thiết lập lên trên cái đám đông mới. Tự tạo ra đám đông bằng cách bằng không thì mình tự ra đám đông. Đúng rồi, thì đám đông thì nó luôn luôn sẽ xảy ra cái tình trạng giống như vậy đó. Cái này ứng dụng rất nhiều ở trong kinh tế ứng dụng nhiều lắm để bán hàng á. Mà quý vị thấy là nó rồi ví dụ như các cái diễn giả đồ mà nó hay cổ võ cho mà sống theo đam mê cháy hết mình đồ các kiểu đó, thì nó là cũng đang nó tạo ra một cái đám đông theo cái hướng đó, đang cố gắng tạo đám đông theo cái hướng đó. Đó là thời kỳ mà của các cái sách phát triển bản thân đó. Cái thời kỳ đó nó qua rồi, bắt đầu bảo qua thời kỳ nó bỏ qua rồi. Thời kỳ nó bỏ qua rồi thì bây giờ tới bắt đầu nó không còn có thể tồn tại và phát triển được nữa, nó đã quá dởm rồi. Tức là đã có quá nhiều người phủ định đó, tức là có nhiều quá nhiều thủ lĩnh nó bay ra phủ định lại vấn đề đó, thành ra nó không tồn tại được nữa. Tức là khi mà nó bắt đầu nó đó bỏ qua là chắc chắn có thủ lĩnh xuất hiện, nó bỏ qua là chắc chắn có thủ lĩnh. Vậy thì nếu như ví dụ như mình ăn trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp chẳng hạn thì phải thấy cái điều đó và phải thấy được cái tập thể nó đang bỏ qua. Và lúc này tự mình phải kiến tạo tập thể lại. Nếu như con không kiến tạo được cái tập thể lại, tiêu luôn. Ứng dụng rất là nhiều trong quản trị doanh nghiệp. Thầy ơi, con có hỏi thêm một điều này nữa nha thầy. Tại sao mình không nên làm việc chung với người trong gia đình thầy? Nhất là những cái người mà dưới quyền mình còn không nên cho gia đình mình, những người mà quen biết hoặc là có lòng họ để mà làm chung, con cảm thấy quản lý những người đó cực kỳ khó. Và người ta giống như là tuy người ta là gia đình của mình nhưng mà người ta luôn tìm cách chống đối và không khuất phục mình. Vô cũng là tập thể đó con, cũng lại là vô thức cũng là lại vô thức tập thể nữa, đó là vô thức của gia đình đấy. Vô thức của gia đình khi mà là những người trong gia đình thì mặc nhiên họ có cái nhìn đó, cố định về nhau rồi. Họ có cái nhìn cố định về nhau rồi. Tức là con bé này là con mình và cả đời cho tới chết cũng nhìn nó là con mình. Trong khi đó bây giờ bước ra ngoài công ty nó là giám đốc, mình là nhân viên. Thì cái mối quan hệ nó đổi thay rồi. Nhưng người ta chưa sắm vai kịp, thành ra người ta không bắt kịp cái điều đó. Khi người ta không bắt kịp cái điều đó sao? Trên vừa này giải quyết vấn đề, lúc này người ta quay trở về với thói quen cũ, giải quyết theo cái mối quan hệ gia đình. Thì lúc này nó rất quớt rồi. Trong khi đó phải giải quyết cái vấn đề này theo cái mối quan hệ công việc.
Thì như vậy khi mà con làm ở trong cái vai trò đó thì con xử lý vấn đề là xử lý theo công việc, nhưng mà cái người mà đi làm cho con á lại là họ xử lý theo mối quan hệ gia đình. Chết chưa? Hay trật quật à? Thì hay nó lẫn được là nó bị có chỗ đó đó, thì con tháo ra chỗ đó ra thì được, hoặc là đổi người, hoặc là đào tạo người. Đào thải con ra luôn chứ đào tạo gì nữa. Vô lòng là phụ á thầy. Thì con đây là cái con thấy con không biết mọi người thế nào, nhưng mà cái kinh nghiệm mà cho con thấy được như vậy nè. Những cái sản phẩm mà bản thân của mình bán mình không thể nào bán những cái ngày đầu tiên mình không bán được cho gia đình mình, không bán được cho dòng họ mình. Thông và tình. Người ta cảm thấy người ta cảm thấy mình đang lừa gạt người ta, mình người ta cảm thấy là mình đang làm giống như là đang lợi dụng người ta vậy đó. Con cũng không hiểu tại sao luôn điều đó lại có thể như vậy. Ừ, cái điều đó là tôi nghĩ là cái điều rất là bình thường luôn á. Ở vì sao vậy? Khi mà đối với những cái người mà thân thiết á thì thông thường á cái vô thức đó là cái vô thức chung rất chung rất chung rất phổ biến luôn. Thì lúc này người ta tin tưởng mình á, không phải là tin tưởng trên cái năng lực thật của mình, tại vì người ta không cập nhật được cái điều đó con. Những người mà càng thân á thì người ta không cập nhật được tình hình của nhau, tại vì do thân quá ngày nào cũng gặp hết cho nên không cập nhật được, thiếu lượng giá đó. Cái đó là thiếu lượng giá cho nên không cập nhật được tình hình của nhau, thành ra nhìn nhau bằng con mắt cũ không. Mà nhìn nhau bằng con mắt cũ thì đâu có tin đâu. Trời ơi, đứa này xưa nó gì. Khi mà con làm một cái điều gì ra thì sao? Nghĩ trong đầu, nghĩ về cái gì, cái quá khứ của con liền. Đứa này hồi đó nó sai gì, vậy, 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 vậy. Mấy cái sai con biết không? Biết hết. Rõ không? Rõ hết. Nhớ không? Nhớ hết. Và vì vậy cho nên khi mà nhìn con làm một cái điều mới thì bằng con mắt cũ. Và bằng con mắt cũ đó thì người ta đâu có tin đâu. Người ta nói trời, đứa này nó xạo nè, đứa này nó dụ nè, đứa này nó nói chơi nè, kia các kiểu. Chứ không phải là một sự động viên hay là một sự khích lệ hay là một cái gì khác, mà nó có tính giúp cho cái vấn đề trở nên tốt hơn, mà nó sẽ làm vấn đề trở nên tệ hơn. Bởi vì cái niềm tin của người ta nó mất, do thiếu cái gì? Thiếu lượng giá, thiếu truyền thông với nhau, thành ra không hiểu. Dạ, con cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn Minh Anh đã đem đến một cái quyển sách rất là thú vị ha. Tiếp theo mời Quỳnh Lý. Dạ, anh nghe. Ok. Dạ, cái quyển sách hôm nay con đem đến cho mọi người đó là quyển thăm dò tiềm thức của ông Catrun. Thì tâm nữa. Dạ đúng rồi. Theo con chỉ chia sẻ những gì mà con hiểu trong sách này thầy. Thì con hiểu cái tiềm thức ở đây tìm ở đây có thể là tiềm tàng, và thức ở đây là cái ý thức, cái nhận thức. Thì ở trong cái cuốn sách này con thấy là ông có bác bỏ cái cách giải mộng của ông Sigmund Freud. Đúng. Là cái liên tưởng tự do. Thì ở trong sách có ghi là hỏi tự do. Tức là ông Freud thì thường yêu cầu bệnh nhân kể về những cái giấc mơ của họ. Và từ đó giờ hỏi họ để họ bộc bạch ra những cái tâm tư của họ. Và từ đó, từ những tâm tư đó mà lộ ra những cái mặc cảm. Mà Jun thì không đồng ý cái chuyện đó. Ông không đồng ý cái việc mà đi xa giấc mơ. Phản đối dữ lắm. Dạ, coi giấc mơ là cái gửi chuyện ngược lại. Ngược lại cái ý nghĩa nằm ở trong chính cái giấc mơ đó luôn. Thông qua cái biểu tượng. Phụ mẫu biểu tượng. Dạ, đúng rồi. Theo Jun á, thì giấc mơ là để đền bù cho những cái suy nghĩ và cái ý thức khi mà còn tỉnh á, không dám bộc lộ thầy. Và có thể là nghĩ cái tương lai, thường là mấy cái chết chóc như tai họa. Mà con hiểu cái định thức của thầy. Nghĩa là những cái sự vật đó là mình nhận trên cái mình sẽ có ý thức mình nhận nha. Còn những việc mà mình cứ khó qua mình đau gì đó, nó sẽ góp vào những cái định thức đó. Thì con gặp được con như vậy mà không biết không. Và Trung cho rằng cái định thức con người á cũng y hệt như là cái chi trên mũi, như là chân tay hay là miệng. Tức là trước khi di truyền từ thời nguyên thủy. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Từ thời nguyên thủy á.
cái cuốn này nó hơi khó hiểu tí, tại vì Jun không bao giờ dễ hiểu con ơi, đọc Jun không bao giờ dễ hiểu, cuốn đó là dễ hiểu nhất rồi đó. Con mà đọc bản hồ, bản đồ tâm hồn người của Jun thì cũng khùng luôn á. Mấy cái cuốn này nó có tính chí luôn hả? Ờ, Jun luận sâu lắm. Yeah. Thì những cái là con hiểu trên đó, nhưng mà con muốn có thắc mắc một chỗ là Jun cho rằng là cái sự chi giác của chúng ta là không bao giờ được đầy đủ. Khi mà chúng ta chi giác bên ngoài nó bị hạn định bởi cái giác quan. Và Jun mới nghĩ là mình có thể chi giác bằng cái tiềm thức được không? Thì con không hiểu giữa cái tiềm thức nó có sự khác nhau như thế nào thầy. Đối với quan niệm của phân tâm á, thì khi mà người ta chia chia từ từ trên đi xuống thì á, là ý thức, rồi xong cái tới tiềm thức, rồi xong tới vô thức, đi từ trên đi xuống, đó là cách đi của Thầy Jun. Nhưng mà đi cách đi của Sigmund Freud đi từ dưới lên là vô thức, tiền ý thức là ý thức. À, hai cái cách đi nó khác nhau, nhưng cũng có nhiều đó thôi, mà người đi ra người đi vô rồi đó. À, thì với cái cách đi của Jun ấy, thì ông quan niệm những cái thuộc về tiềm thức hoặc là sâu hơn tận cùng luôn là vô thức, thì những thứ đó nó có bản chất sâu xa, được lưu giữ qua rất nhiều thời gian, nhưng mà ông không có nói lũ đầu. Ông chỉ nói vậy thôi, là lướt qua vậy thôi. Và chính vì vậy cho nên nhiều người người ta không có đồng tình. Người ta không có đồng tình, người ta nói nó siêu hình, nó không có giá trị. Nhưng mà một mặt khác thì người bộ phận khác thì người ta lại ghi nhận cái điều đó để ta nghiên cứu. Thì nó hay tranh luận nhau vậy. Còn cái vấn đề gì hồi nãy con đặt câu hỏi nè thì quên mất rồi. Yeah. Nhớ không? Có hay như thế trả lời rồi. Là cái câu đó luôn rồi đó hả? Yeah. Bởi vì đó, khi mà đi nghiên cứu ra trong cái con đường của Jun ấy, thì mình phải ngồi lại để mình xem coi cái lịch sử Jun sao. Thì coi Jun ấy, thì ổng rất thích cái chuyện mà tâm linh. Chị ổng rồi đó là làm thầy bói, coi bói mà, lên đồng coi bói rồi đó. Thành ra là ổng bị ảnh hưởng khá là nhiều những cái vấn đề thuộc về tâm linh, siêu hình kia nọ kia đó, lên cái nghiên cứu của mình. Ổng có nghiên cứu chị của ổng đó mà, nghiên cứu về cái xuất hồn gì kia, âm binh gì tự lứa chứ nè, về cái đời sống tâm linh ấy. Thì thành ra là mình đọc Kazun nó phức tạp lắm, khó hiểu, ông luận giải siêu hình quá nhiều nên ra nó khó hiểu. Nhưng mà cũng có nhiều cái nó hay, nhiều cái nó hay, tức là nó đặc biệt hơn. Và ổng đặc biệt là ổng không có ủng hộ ông Sigmund Freud. Ổng cho mấy cái điều mà Sigmund Freud làm đó tự tưởng tượng, tự phán, tự làm hơn, có giá trị, không nói gì, có giá trị. Thì, nhưng mà Jun thì làm cũng có giá nhiều lắm đâu. Thì ông này thì khen ông kia, rồi ông này chê ông kia, chê qua chê lại thôi, khen qua khen lại, với học thuật nó vậy á, nó mắc mệt vậy đấy. Dạ, ở trong sách đó thầy thì ông có quan điểm là con người nó có hai mặt tốt xấu. Và cái con người hiện tại bây giờ là đang trong cái giai đoạn là để nén tiềm thức đó thầy. Thì con không hiểu cái chỗ này là nó như thế nào. Thì cái đó là cái rất là phổ biến trong phân tâm, người ta cho đó là bởi vì cái tôi của mình ấy, nó phải sống trong cái sự phù hợp với cái super ego đó. Tức là cái ego nó phải cân giữa thằng ID với thằng super ego, tức là giữa cái bản năng và cái siêu tôi. Cái bản năng và cái siêu tôi. Thành ra đó là để nó đảm bảo với cái super ego đấy, nó không có bị mâu thuẫn với cái ID, thì thằng ego đó nó phải xử lý rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, cũng cái đời sống hiện đại đương đại đó, là nó xảy ra mâu thuẫn. Và thành ra là cái thằng ego nó không thể xử lý vấn đề được, nó không giải quyết vấn đề được. Và vì thế mà nó xảy ra cái sự xung đột với cái nhu cầu cái ID, ra cái bản năng. Mà khi mà trong một cái xã hội ngày càng văn minh, mà kiểu văn minh nửa mùa như giờ đó, thì cái sự kèm nén, đè nén của người ta càng sâu sắc hơn. Tại vì cái chuẩn mực tự người ta định ra dựa trên sự không hiểu biết, nó sâu sắc hơn. Thí dụ một cái điểm đó nha, đó là về mặt lý thuyết ra thực tế này.
ví dụ như Việt Nam, khi nói về những vấn đề liên quan tới tình dục, quan hệ tình dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản, ai cũng né vậy, đúng không? Đó, đó là cái gì? Đó là trạng thái của thằng super ego. Nó vô là mấy cái đó rồi, mấy cái không có nên nói công cộng, không nên nói tất cả mọi người. Super ego đặt ra cái chuẩn đó, và nó làm cho cái bản năng á, nó bị dồn nén, kìm nén xuống. Thành ra người Việt Nam mặc cảm tính dục đầy trời, không phải Việt Nam, Á Đông nói chung là mặc cảm tính dục đầy hết trơn luôn như vậy đó. Do đâu? Do không được giáo dục, không có cân bằng giữa cái ID với thằng super ego. Wow. Thì như vậy thì người ta vẫn thầm kín thỏa mãn cái ID. Thì lúc này nó gây ra rối loạn xã hội. Cho nên ổng mới nói là xã hội mà ngày càng nó dồn nén cái tiềm thức nó là gì đó. Ok chưa? Mà có một chỗ có thắc mắc này. Cái chuyện hết nha, là ví dụ như là giống như cái việc mà chạy xe ngoài đường á, thì có thể là ông Jun cho là ví dụ mà mình chạy xe mà mình đi cái suy nghĩ cái gì đó mà mình muốn lái xe được á, thì cái đó là tiềm thức. Vậy thì nó có phải giống như cái mạch thức của bên Phật học không? Tức là bởi có nhiều lần tôi cũng có nói với quý vị đó, rồi ai mà thích bên Phật học đó bắt tông ấy mà đi nghiên cứu duy thức là mê lắm, tại vì thấy duy thức nó thấy cái phân tâm nó ủng hộ duy thức, tại vì phân tâm với duy thức nó rất là tương đồng ấy nha, nhiều điểm tương đồng ghê gớm lắm. Cái vô thức là cái a lại gia thức ấy, và cái tiềm thức đó là cái mặt ra thức ấy, kia là cái ý thức, cái tầng trên cùng là ý thức, hay nó tương đồng y hệt vậy. Thì nhiều người ta nói phân tâm chắc mấy ổng đi đâu lụm của ông Phật gắn vô nó tương đồng như thế. Do đó mà bên Phật học bắt truyền và cái tông phái của duy thức á, để nghiên cứu rất là sâu vào trong cái ba cái mạng đó, rất nhiều bài báo quý vị đọc tìm hiểu thì sẽ thấy cái sự tương đồng của phân tâm học và duy thức học nhiều lắm. Mà quý vị học tài năng thì có bài báo cáo liên quan tới hạng mục. Còn mà cái gen di truyền là nghiệp hay không thì cái đó nó thuộc về vật chất. Còn nghiệp thì nó phi vật chất, cho nên hai thằng này nó không ráp với nhau được. Nghiệp nó phi vật chất ha. Gen thuộc về sắc pháp. Đó là cái phần chia sẻ của Quỳnh đúng không? Quỳnh còn gì nữa không? Có câu hỏi nó liên quan tới marketing tới câu hỏi này. Ông biết là mọi người chắc biết ví dụ sữa hồng thọ mà đỏ màu xanh, thì theo như con thì tìm hiểu cái đó là cái hiệu ứng chim mồi. Thì kiểu như là trong đó có cái phân khúc là màu đỏ là 22K và phân khúc màu vàng là 29K. Thì kiểu như là đưa ra thêm một cái phân khúc là màu xanh là 24K. Kiểu như là cho mọi người có sự lựa chọn như thế đó giữa màu đỏ với màu xanh đó. Nhưng mà kiểu là muốn là mọi người mua đỏ để khỏi bị ảnh hưởng tới màu vàng. Thì cái đó là hiệu ứng chim mồi. Cái thứ hai là cái hiệu ứng đây có hiệu kiểu như là đưa gì đó cái xong cái kiểu như là mọi người thắc mắc mà không giải thích thì tự nhiên cái đó nó nổi theo một cách tự nhiên thôi. Thì cái việc mà mua hàng như vậy thì có phải gọi là tâm lý đám đông này. Đúng rồi, người ta cũng sử dụng tâm lý đám đông, sử dụng phân tâm học để mà người ta làm điều đó thôi. Nhưng mà cái đó nó còn ràng buộc thêm rất nhiều điều kiện nữa. Khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta chỉ phân tích những cái mà nó hiện trên bề mặt thôi con ơi, chứ còn rất nhiều những điều kiện khác nữa, chứ không phải ảnh hưởng trực tiếp gì đâu. Nhiều, rất nhiều lý do khác. Ví dụ như thầy nói cái chỗ mà cái hiệu ứng đó ha, thầy phân tích xíu vô. Thì mấy ví dụ như một cái nó 22K, cái 29K nó ra cái 24K. Đó là rất đơn giản đúng không? Nhưng mà không có, nó phải đi theo cái quy trình của nó thì mới xài được tâm lý học đám đông được. Ví dụ như á, là nó ra là nó phải ra cái thằng 29K trước. Nó sẽ tạo ra sự hoang mang trong tiêu thụ sản phẩm của nó. Thế là người ta quen sử dụng với cái sản phẩm với giá này kia nọ, xong anh này ra một cái sản phẩm mà nó giá cao hơn, giá nó cao hơn. Cái người ta sẽ nghĩ rằng chất lượng nó sẽ cao hơn. Cái bắt đầu người ta bu vô, người ta mua mấy cái sản phẩm ở chất lượng hơn. Giữa 22K và 29K thì cái sự chênh lệch nó không quá lớn. Mà mình thấy là nó lấy cái số nó cũng rất là đặc biệt à. Thì 22 lên 29K chứ đâu qua 30K đâu. Nó nằm vẫn nằm trong hàng 2. Thành ra đó là lúc này đó mình mua đó là mình thấy thôi 22 với 29 mua đây, 29 này cho nó chất lượng ngon hơn kia nọ tại mới. Xong đó tới một lúc thị trường nó bảo hòa. Tới thị trường nó bảo hòa. Tức là khi mà người ta uống một khoảng thời gian rồi đấy,
29 thì cũng như 22 thôi. Mắc thì mua 29 chi cho tốn tiền. Chứ gì 22. Lúc này nó mới ra cái thằng 24. À, lúc này mới thằng 24 nó xuất hiện. Chứ không phải tự nhiên 24 nó tự dưng lội đầu ra đâu. Không khô. Rồi thị trường của nó bắt đầu nó xuống rồi. Thị trường 29 ra không còn tiêu thụ nữa, qua thằng 24. Ra thằng 24 cái ta mới thấy sao. Ờ, à, hồi đó từ 29 mình tụt xuống 22. Thì cũng dở thôi, giờ mua hàng giữa đi. Giữa nó cũng đỡ, nó cũng không mắc hơn kia nhiêu. Nhưng mà nó cũng là dạng trung chứ không phải là thấp nhất. Tại vì nó bắt đầu nó phân bậc. Nó đánh vô cái sự phân bậc thị trường. Là người ta nghĩ rằng là 22 là tệ nhất, 29 là tốt nhất. Vậy thì 24 là ở giữa, mà 24 gần 22. Thôi mua 24 hay gì mua 29. Thì lúc này lại tiêu thụ thêm một đám cái thằng 24 nữa. Nó thành ra thằng nào mình cũng mua ông Thọ không. Hả? Như vậy thì chân chánh hay không chân chánh nó nằm ở chỗ cái người làm truyền thông đó. À. Chỗ này góp thêm một chút xíu là cái việc mà đội bóng họ lòng tăng lòng đỏ gì. Thì cái này nó cũng là một cái hay học về marketing cũng hay. Tức là nói với những cái sản phẩm về marketing đó mình cái về thầy nói là về phân khúc thì cũng đúng, nhưng mà mình cũng phải cần nhìn thêm một cái nữa là hiện tại là khách trong cái khoảng giai đoạn là những năm sắp tới là cái độ tuổi nào nó sẽ là mua hàng của mình. Chẳng hạn như bây giờ thì cái Gen Z và cái Gen Millennial nó đang lên để mà nó kiểu như là nó đã chuẩn bị là nó sẽ tiếp quản cái xã hội này trong khoảng thời gian sắp tới. Gen X với Gen Y là sắp đi xuống rồi, nên thiệt ra cái việc mà Vinamilk nó làm như vậy á, thứ nhất là nó tạo nên một cái giống như là cái nãy giờ mình có bàn, nó là một cái dòng chảy, nó cũng tựa như cái dòng chảy vô thức gì đó. Nó, nhưng mà nó là cái dòng chảy vô thức ở trên mạng xã hội, nó thiên về mặt truyền thông, về mặt marketing hơn. Nó tạo ra cái dòng chảy để nó tạo, để nó làm cái độ sống lại cho cái sản phẩm đó. Tại vì giống như mọi người cũng biết, khi mà bây giờ mình nhắc tới Sunlight hay là mình nhắc tới cái sản phẩm cùng loại thì nó đang bắt đầu rơi vào những cái sản phẩm được nếu mà dùng một cái từ thì gọi là bắt đầu những cái sản phẩm nó đang già hóa đi. Nên là cái thế hệ marketing mới á, cái thế hệ marketing mới người ta phải làm cái gì đó cho nó sống lại đúng với cái thời này, để cho cái thời này bắt đầu chấp nhận nó, thì đó cũng là một cái cách. Và ví dụ như Xiaomi, ví dụ của Xiaomi cũng giống như là vụ của Vinamilk chi 7 tỷ để đổi cái logo từ hình vuông sang hình hơi tròn tròn. Thôi, nó đang cố gắng nó tạo ra một cái dòng vô thức chảy. Người ta quan tâm nó về nó nhiều hơn và nó làm cho cái sản phẩm nó thúng lại để người ta nhận biết nó nhiều hơn thôi. Chỉ là nó lợi dụng cái sẽ có rất nhiều người thấy là rất là vô lý, tại vì bản thân mình khi mình thấy là hợp thanh với hợp đó nó có gì khác nhau đâu. Nhưng mà chính vì cái vô lý đó nó lại tạo nên cái sự tò mò bây giờ. Những cái thế hệ bây giờ thì người nó khá là thích cái kiểu như vậy. Nên đó chính là một trong những cái lý do mà nó làm như vậy á. Ok, cảm ơn cái sự chia sẻ thêm của bò đó về mặt kinh tế học. Việc bị ảnh hưởng bởi đám đông là do vô thức hay do tiềm thức? Thì tùy quan niệm của người mỗi người con, nhưng mà tự trung lại thì sẽ không phải do ý thức. Nên là không phải do ý thức. Nếu như cái người nào mà cái ý thức họ mạnh mẽ thì không bao giờ họ bị cuốn theo đám đông. Không bao giờ họ bị cuốn theo đám đông, và họ sẽ là người dẫn dắt đám đông. Luôn luôn là như vậy. Vậy thì quý vị là quý vị muốn vượt ra khỏi cái sự mà dẫn dắt của đám đông thì cái ý thức của quý vị phải mạnh, quý vị mới vượt qua được cái sự dẫn dắt của đám đông, còn thôi quý vị bị cuốn theo đám đông. Ok, cảm ơn cái phần chia sẻ của Quỳnh nhé. Hình như còn nữa đúng không? Còn cái phần chia sẻ của Lộc hả? Alo, bên Lộc có không? Dạ, alo. Để con nghe. Hôm nay con có cũng mọi người một cái bài viết cũng là thuộc thuộc cũng là thuộc lĩnh vực phân tâm. Năm nay bữa nay là toàn là phân tâm không, nó ngán muốn chết. mời là nó sẽ giúp mọi người có thể hiểu một cách sâu sắc hơn về những cái thông tin mà thầy dùng để phân tích nãy giờ ấy. Nãy giờ tôi có nói tới cái bản năng, cái nó, rồi cái tôi, rồi cái siêu tôi đó. Ở đây là có một cái bài viết thì nó sẽ phân tích chuyên sâu vô về những cái hành này, là nó là cái gì, rồi nó giữa thì như thế nào, rồi nó ra sao. Tức là mình sẽ đọc cái bài này thì mình sẽ hiểu sâu hơn về cái hành đó. Thì nhân tiện á, mình có giới thiệu cho mọi người về cái trang này luôn, để con mình chiếu lên cho mọi người thấy được cái link lên trên tin nhắn.
Mình rồi, ok. Đây là một cái trang mà nói chung là đây là một cái kho tàng mà mọi người có thể khám phá về tâm lý học và cả phân tâm học nữa. Đây là cái trang của tôi, là trang tâm lý nhưng mà nó có cả phân tâm cho mọi người. Thì ở trong cái trang này ấy, thì nó sẽ viết những cái bài viết gọi là những cái bài tổng hợp kiến thức về các cái vấn đề trong tâm lý cũng như là trong phân tâm. Thì do là nó viết theo dạng tổng hợp ấy, nên là có kiến thức nó sẽ khá là cô đọng và xúc tích, nó không có quá nhiều vấn đề như là ở trong sách, mà nó sẽ dạng là nó tổng hợp lại ấy, nên là nó sẽ rất là ngắn gọn. Thì mọi người có thể đọc được một bài, mọi người sẽ nắm vững về, nắm rõ về một cái phần kiến thức nào đó luôn. Thì hôm trước là có tìm hiểu thêm về cái phân tâm học trong lớp đàn năng T3. Và trong lớp đàn năng T3 có học cái phần này. Đúng rồi, thì nó dịch từ cái trang web gốc đó, là nó có cả phần song ngữ rồi tiếng Việt và tiếng Anh luôn. Nên là bạn nào có thể muốn học tiếng Anh thì đây có được một cái trang web rất là tiện lợi. Thì hôm trước là có tìm hiểu, thì ở đây nó có viết về cái bản năng. Cái bản năng thì cái bản năng là mọi người biết, cái bản năng là cái mà nó là cái cơ bản nhất, là cái xuất hiện mà từ khi chúng ta mới sinh ra thì chúng ta đã có cái đó rồi. Cái bản năng là những cái nguyên thủy nhất á, nó là những cái nhu cầu, những cái mong muốn được thỏa mãn, mà nó thôi thúc con người chúng ta đi thỏa mãn những cái bản năng nguyên thủy đó. Rồi con người có bao nhiêu là bản năng nguyên thủy, nó sẽ có một cái bài viết riêng luôn, thì mọi người có thể tìm mình đọc về những cái đó. Rồi cái bản năng là cái mà chi phối, đó là cái mà gọi là cái nguồn gốc cơ bản nhất chi phối cái hành vi của chúng ta để đi thỏa mãn những cái mong muốn của bản năng. Rồi sau đó khi mà chúng ta lớn lên ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta học này, chúng ta được đến trường này, chúng ta biết được là cái gì đúng cái gì sai này, chúng ta được dạy là gì này nên làm như con này này không nên làm. Thì lúc này chúng ta mới có một cái cơ sở khác để mà chúng ta điều chỉnh cái hành vi. Cái đó gọi là cái siêu tôi, hay là cái siêu ngã, là cái super ego đó. Là cái đó là những cái chuẩn mực, những cái gọi là cái chân lý, ánh sáng chân lý mà nó giúp con người có thể điều chỉnh hành vi của mình đến cái hướng mà nó thiện lành hơn. Nó chính là cái giúp con người có thể sống một cách nó bớt sống một cách nó người hơn, nó bớt cái sự mong muốn, nó mất cái sự gọi là cái sự nguyên thủy đi, không có bị rơi vào cái trạng thái là gì thỏa mãn bản năng như là một con thú vật, mà con người có cái sự phân biệt dựa trên cái sự điều chỉnh hành vi, dựa trên cái siêu ngã. Rồi vậy thì chúng ta có hai cái lực lượng mà nó chi phối hành vi của chúng ta rồi. Thế thì cái gì là cái mà nó khó thể dung hòa được, thì đó chính là cái tôi, hay là cái gọi là trong đây nó gọi là cái bản ngã đó mọi người. Cái bản ngã gọi là cái ego, là cái tôi đó. Hai từ này nó cũng được dùng tương đồng rất là nhiều. Thì đó chính là cái mà nó giúp con người có thể cân bằng được giữa cái ham muốn nguyên thủy, cái bản năng nguyên thủy, với lại cái siêu tôi, cái chân lý, cái ánh sáng chân lý. Mới làm lúc này á thì bản ngã nó sẽ vận hành ở cả ba trạng thái luôn, là ở trạng thái ý thức này, tiền ý thức và cả vô thức. Thì ở trong cái trạng thái ý thức á thì nó sẽ điều chỉnh hành vi sao cho vừa có thể thỏa mãn được cái bản năng và vừa có thể thỏa mãn được những cái tiêu chuẩn của cái hàm siêu ngã. Có những cái trường hợp, những cái câu hỏi đặt ra là những cái trường hợp nào mà nó không thỏa mãn được thì sao, thì lúc này nó sẽ có những cái cơ chế mọi người. Lúc này cái bản ngã nó sẽ có những cái cơ chế gọi là cơ chế dồn nén tạm thời, là nó sẽ dồn nén mà không có thỏa mãn cái mong muốn nó khởi lên á, thì cái bản ngã nó sẽ không có thỏa mãn ngay lập tức ngay lúc đó, mà nó sẽ dồn nén một cách tạm thời để khi nào mà vào một cái lúc nào đó, ví dụ lúc nào đó thanh vắng này không có ai, thì nó sẽ thỏa mãn cái bản năng đó ra. Cái đó gọi là cái cơ chế thỏa mãn sơ cấp thì phải á.
cơ chế thỏa mãn sơ cấp, rồi có cái cơ chế thỏa mãn thứ cấp nữa, là khi mà chúng ta không có thỏa mãn được bằng cái phương pháp đó thì mình sẽ có cái dạng như là mình sẽ tưởng tượng, mình sẽ hình thành nên những hình ảnh trong đầu mà nó giống với những cái đối tượng mà trong cái bản năng của mình mong muốn thỏa mãn, mình sẽ tưởng tượng ra và sẽ giúp cho mình thỏa mãn được cái mong muốn của lúc đó. Thì đó chính là cái thông tin về ba cái gọi là cấu trúc nhân cách này. Đúng rồi. Cấu trúc nhân cách của con người nó ảnh hưởng đến cái tính cách của con người. Ừ. Thì ở đây thầy nó có nói là còn gì nữa không? Rút lên hết thời gian. Dạ. Nó có nói là khi mà cái bản năng nó không có được thỏa mãn á thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là nó bị dồn vào trong cái vô thức. Và hôm trước con cũng có đọc là trong vô thức nó nói là những cái trải nghiệm nào mà khó chịu này, những trải nghiệm nào mà không có tốt đẹp thì nó sẽ bị chứa ở trong cái kho đó. Thế thì ngoài ra trong vô thức thì nó còn những nó có chứa những cái điều tốt đẹp trong đó này. Dĩ nhiên đó, nếu như mà gọi nó là vô thức là nó chứa hết, cái gì nó cũng chứa trọng hết chứ không phải chỉ là cái xấu hay là cái sai. Tức là khi mà mình nhìn nó dưới góc cạnh tiêu cực thì mình chỉ thấy như vậy thôi, nhưng mình nhìn nó một cách tổng thể nữa, nó chứa hết tất cả mọi thứ luôn, ngay cả những cái thứ mà mình cảm thấy an vui tốt đẹp thì ở đâu ra cũng từ vô thức nó trồi đầu lên, nó cũng ảnh hưởng lên. Ok. Ừ. Đó, thì như vậy với cái góc nhìn của phân tâm mình thấy nó mênh mông quá trời nhiều thứ, tài liệu học me hết như vậy. Thì nếu mà ở trên bệnh viện tổng thể của tâm lý thì sao, tức là lịch sử tâm lý học luôn á, hình như cái phần đó là có cụ ký á, đúng không ạ? Xong có chia sẻ không, bệnh viện của lịch sử tâm lý học? Con hiện tại lịch sử tâm lý học với thầy. Ừ. Con tâm lý học tổng quát. Ừ. Đại phương nhất mà. Mà con có được nắm không? Thì tranh thủ mình nói đi, tranh thủ nói luôn. Dạ. Cái cuốn này mình đã đọc được tới cái trang 18 nè. Nhưng mà nói chung với những cảm xúc với cái cuốn này á. Cái là tâm lý học của Trần Nhật Tâm. Thì cái quyển này con đọc con thấy nó cho con nhớ là cái thầy học thì mộng con học nhưng mà mới học đại phương á. Thì nó cái khung giáo trình của nó rất là giống nhau và cái nội dung nó đưa ra cũng rất là giống nhau. Thì cái cuốn này nó dùng những cái cơ bản nhất về tâm lý học nhưng mà được dùng lại những cái cơ bản đúng hợp luôn mọi người. Nó khác rất nhiều so với cái một cái học phần con học trên đường này luôn, mà nó đi sâu vào những cái từ ngữ nó dùng thì nó rất là mang tính triết học. Mấy ngày hôm nay sẽ đọc cuốn nào đúng như cuốn nào cũng là những cái học mà còn thì được lên cao hơn mà đọc để nó đọc trên cái trình điểm đó rồi đã như mình nói tự nhiên cái vốn từ của mình nó lên với lại trong cái bộ sách đó thì từ những cái buổi hôm nay mình có những cái bộ sách thì mình thấy rất là nhiều cái bộ sách khác nhau. Từ cái gọi là người ta biết về cái cấu trúc tải mạng, tức là người ta có chung chung như một ra nguyên là những cái nội dung đó sẽ xếp một hòn hay những bài có tính ngẫu nhiên là có cái ý gì thì có bài gì hay là nó sẽ xếp một điểm cái để và nó cái một luật mà một cái bài như thôi. Còn có một cái loại sách khác thì nó sẽ đi theo cuốn kiểu giáo trình, nó có một chấm hay hai chấm và một cái một và một cái tính một kiểu như thế đó. Thì cái cuốn con đang đặt nhà với hầu hết những cái bức tranh mà trước 1975 á nó đi theo cái hướng giáo định như vậy, mà nó đi theo hướng như vậy thì mình thấy cái tính hệ thống rất là cao và khi như vậy nó dễ nắm được cái cuốn nó, mình dễ nhớ được cái kiến thức mà nó đưa lên cho mình hơn á. Và nhất là cái cuốn sách mà những mình rồi trước 1975 mà mình trước các bạn có nghe học có những cái cuốn sách là mình nhớ cái cuốn sách thì cái buổi đó được sắp xếp một cách ngắn gọn và có hệ thống để chúng mình đi về cái tính hệ thống không. Tại vì những cái cách trình bày của nó là cái tự đặt đầu dòng thì nó lại càng dễ nhớ nữa, vì những câu của nó rất là dễ gọn. Nhưng mà cái buổi này á thì nó có cái tính hệ thống nhưng mà mỗi cái đoạn nó viết ra là đi cái tính ngắn hạn. Tức là nó viết cho nó là nóng, giống như nó thích trình nó có dẫn, nó mở nhưng mà không phải đi với cái đặt đầu dòng. Thì mỗi cái tính sẽ tính hình thành ra cả một đồng thanh mà nó không có cái tính là thậm chí nó không có tính thống nhất giữa cái đoạn này và đoạn kia nữa. Nhưng mà
nó có một cái khung, thì mình bám với cái khung đó thì mình có thể dễ nó đi dùng cái ý mà tác giả nên em muốn nói là cái gì. Thì các trình đọc nữa thì cũng có sửa là nó khi mà đọc cái là chậm thì là gì phải đọc cuối cùng cái ông nội thì có cái gì là từ dựng nó cao mọi người đọc nó đọc họ là kỹ nên mình phải sửa là nói chung là thêm hát từ dựng bổ sung vô rồi như cái nghĩa là cho cái thành cái tiếng cơ bản. Ví dụ như là đời sống học giới nè, đời sống học giới thì cái 2.1 2 chấm là đối tượng tâm lý học, 2.1 là đời sống học giới, 2.2 là cử thái. Cử thái là gì? Phía dưới là gì? Cái độ nguyên nông là nghĩa cái kiểu khác nha. Đó là những cái bước thuộc về bên ngoài của một người, cái đó là do cái tự suy nghĩ là cũng biết cái đó. Nhưng đời sống học giới cái bước bên trong của một người đó, mà đời sống học giới là đời sống học giới đâu, không phải là mọi người là đời sống học giới là cử thái. Đó là gì đó. Trong cái trang giải thành lập thì nó có một cái câu hỏi. Câu hỏi của mình là gì nó phức tạp lắm. Để con làm cái đại điểm xíu. Rồi cái chỗ này tác giả có nói cái chỗ cái tính chất của cái sự kiện tâm lý hay là một cái hệ thống nào đó của tinh thần á, là nó không thể đo lường được cái này. Nhưng mà không biết cái tính chất đo lường này nó đúng hay sai á. Nó nói là cái tính chất này nó thoát thai ra từ đặc tính thứ hai vừa kể, nó không có một cái không gian xác định. Và khi có không gian xác định như vậy rồi thì các sự kiện tâm lý sẽ cố chạy hết mọi cái đo lường vì chúng không có trung lộ. Rồi ta không thấy có đo được tư tưởng, nó là điều hiển nhiên. Thì tôi cũng muốn nói cái gì? Thì tâm lý là nó đúng hay sai á. Tức là tâm lý thì đâu có gì để co đo được đâu. Tức là các hiện tượng tâm lý thì đâu có thể nào dùng các cái cân đồng đo đếm của vật chất để có thể đo được. Tại vì nó thuộc về tinh thần mà. Dạ, nhưng mà tại kiểu không biết cái chỗ ra là như thế nào. Bây giờ nó có một suy nghĩ hay suy nghĩ, một ý kiến hay ý kiến. Rồi mình có một cái kỷ niệm là mình chỉ đã có cái số. Đâu có. Sai, nó đâu có phải. Đâu đó con nói 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền đâu. Tiền đâu đếm được đâu. Y gan gì á. Cái suy nghĩ, cái suy nghĩ nó cũng như vậy. Thì cái đồng cân đồng đo điểm nó là cái con nó là nó trường hợp nó khởi sanh lên. Nó khởi sanh lên lần thứ nhất, nó khởi sanh lên lần thứ hai, nó khởi sanh lên lần thứ ba. Chứ đâu phải là con đo dùng cái cân cái gì đâu để con đo đâu, nó là nó sự sanh ra của nó thôi. Okay. Rồi đó, thì cái buổi hôm nay là buổi mình sẽ có cái sự chia sẻ của rất là nhiều các bạn sau một quá trình đọc sách của một tuần. Thì mình thấy hôm nay thì khá là nhiều mà liên quan tới phân tâm không à ha. Đặc thù này giống như buổi chia sẻ phân tâm vậy. Hy vọng là ngày này tuần tháng sau thì mình sẽ có một cái chủ đề mới mà nó khác mà nó thú vị hơn nữa. Thì hôm nay cảm ơn quý vị đã nhận diện trong cái buổi bình sách này. Hy vọng gặp lại quý vị vào tuần sau với chủ đề là tâm linh học. Hy vọng là quý vị tuần sau ủng hộ đăng ký nhiều nhiều á để có nhiều sách bình chứ nhiều khi được ơn tôi lên tôi nói nó buồn ngủ chết được. Rồi thôi bye bye quý vị, chúc quý vị có nhiều sự an vui. Bye 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 bye.